Truyền thông Trung Quốc bất lực thay cho Ngũ Linh Hồng Quang khi thấy VinFast VF3 được ra mắt. Các bạn thân mến, sáng ngày 7 tháng 7, VinFast chính thức ra mắt 3 mẫu ô tô điện mới gồm VF3, VF6 và VF7 và mẫu xe đạp điện đầu tiên ở thị trường nội địa. Trong khuôn khổ triển lãm VinFast Vì Tương Lai Xanh, tái hiện hành trình 6 năm phát triển thần tốc từ thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam đến hãng xe điện thông minh toàn cầu. Tại triển lãm đầu tiên diễn ra tại Hà Nội từ 7 tháng 7 đến 9 tháng 7, VinFast lần đầu tiên giới thiệu tới người tiêu dùng nội địa toàn bộ dải sản phẩm xe điện hoàn chỉnh, gồm xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và xe buýt điện. Trong đó, mẫu xe Minica VF3 là tâm điểm của triển lãm, khi lần đầu tiên xuất hiện chỉ trong một tháng công bố, đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng đến triển lãm. VF3 có thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ và hiện đại, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và không gian vận hành. Thông cáo của VinFast nhận định đây là mẫu xe lý tưởng cho số đông người tiêu dùng, để khởi động những hành trình xanh đầu tiên hướng tới tương lai xanh bền vững cùng xe điện. Vì mới là bản concept xem trước, hãng hạn chế khách tới gần, xe điện được đặt trong lồng kính, chiếc concept có thể lăn bánh nhưng cần được đẩy. Thiết kế của VF3 vuông vức, cá tính, mang kiểu SUV hầm hố, khác biệt với dải sản phẩm của VinFast, vốn mang thiết kế mềm mại, lấy tản nhiệt trang trí với logo chữ V cánh chim cách điệu. VinFast nhận đặt cọc VF3 từ tháng 9 và dự kiến giao đến tay khách hàng Việt Nam trong quý 3 năm 2024. Theo kế hoạch, VinFast VF3 bán ra hai phiên bản gồm Eco và Plus. Hãng chưa công bố thông số kỹ thuật về pin, hiệu suất cũng như tầm di chuyển. VF3 sẽ là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên VinFast nghiên cứu và phát triển dựa trên đặc tính, thói quen giao thông của người tiêu dùng trong nước. Hai bên thân và hộp bánh xe hầm hố, khoảng sáng gầm của VF3 lớn, hướng đến khả năng di chuyển địa hình. Xe có cấu hình hai cửa bên hông và một cửa cốp sau, không gian dành cho 5 người. Đây là cách tạo hình đặc trưng của xe mini, vốn không đủ chiều dài để đặt hai cửa mỗi bên. VF3 có chiều dài tổng thể 3.114mm, VF3 ngắn hơn 470mm so với mẫu hatchback hạng A, nhỏ nhất tại thị trường Kia Morning 3.595mm. So với mẫu xe của Ngũ Linh, VF3 nhỉnh hơn 197mm chiều dài. Đèn hậu LED trang trí với logo VinFast bao trọn chiều rộng xe, đặc trưng thiết kế của hãng. Xe sử dụng bộ lốp Nexen Wincott VKT1 với kích thước 175/75R16, vành sơn đen thiết kế 5 chấu, kích thước 16 inch. Kích thước này là khá lớn so với các dòng xe mini. Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV sử dụng bánh 140/75R12, tức là vành xe VF3 lớn hơn đối thủ 4 inch, lốp rộng hơn 35mm. Bên cạnh VF3, triển lãm VinFast Vì Tương Lai Xanh cũng lần đầu tiên trưng bày hai mẫu SUV thuộc phân khúc B và C là VF6 và VF7 tại Việt Nam. Cùng được chắp bút bởi nhà thiết kế danh tiếng Torino Design, VinFast VF6 và VF7 sở hữu nhiều đường nét tinh tế, hiện đại. Trong đó VF6 phù hợp với gia đình trẻ văn minh, đề cao lối sống xanh, còn VF7 là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ thành đạt và cá tính. Tâm điểm thứ tư của triển lãm là mẫu xe đạp điện, trợ lực đầu tiên của Việt Nam, với thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn, đa dạng về màu sắc, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Ngay sau đó, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một số bài viết như sau. Tờ PC Auto bình luận, VinFast VF3 tương tự như bao Hyundai đang được ưa chuộng tại thị trường của Trung Quốc. Cả hai xe đều là những chiếc SUV vuông vức và cứng cáp. Nếu so sánh thì VinFast VF3 sẽ hoang dã hơn, chủ yếu là do bốn đặc điểm nổi bật của VinFast VF3. Ốp bánh xe bằng nhựa đen trông dày hơn, nóc xe màu đen có tác dụng hạ thấp trọng tâm thị giác, giúp gầm xe chắc chắn hơn. Nhưng trên thực tế, VinFast VF3 cũng nhỏ hơn bao Hyundai. Chiều dài tổng thể của xe là 3.114mm, còn bao Hyundai là 3.381mm. Dù kích thước nhỏ hơn, nhưng VinFast cho biết xe mới có thể chứa được 5 chỗ, trong khi bao Hyundai chỉ có 4 chỗ, và cả hai xe đều có thiết kế hai cửa. Kích thước vành của VinFast VF3 là 16 inch, của bao Hyundai là 15 inch. Nội thất của VinFast VF3 mang hơi hướng thiết kế và phong cách tổng thể tương đối đơn giản, không có nút vật lý nào trên bảng điều khiển trung tâm, chỉ có một thiết bị LCD. Tờ 163 bình luận, Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam đã gặp phải đối thủ đáng gờm VinFast VF3. Ngũ Linh Hồng Quang là mẫu xe điện dẫn đầu doanh số bán hàng trong nước. Ngay sau khi ra mắt tại Việt Nam, nó đã thu hút một lượng lớn khách hàng trẻ tuổi với sức hút độc đáo về thời trang, sự thoải mái, an toàn và tiện lợi, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Nhưng sự kiện ra mắt chưa được bao lâu thì mới đây VinFast đã cho ra mắt VF3 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ngũ Linh.
với thiết kế vuông vắn cứng cáp thể thao, VinFast VF3 được người Việt chờ đón và đánh giá rất cao. VF3 có lợi thế về thương hiệu và có hệ thống chạm sạc trải dài toàn quốc, còn Ngũ Linh là một thương hiệu xa lạ đối với người Việt Nam. Với việc không hạ tầng sạc, chỉ có thể sạc điện dân dụng, nên rủi ro hết điện giữa đường là rất cao khi di chuyển. Đó là hạn chế của Ngũ Linh với đối thủ của mình. Với việc tầm hoạt động của Ngũ Linh vào khoảng 120 km, còn đối thủ VF3 loanh quanh khoảng 200 km. Mặc dù Ngũ Linh là ô tô được bán chạy ở Trung Quốc, đó là do chính sách và cơ sở hạ tầng tốt. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Liệu người tiêu dùng Việt Nam có bỏ tiền ra để mua một sản phẩm đang có nhiều bất cập như vậy không? Nhưng lợi thế của Ngũ Linh là về giá. Cuộc chiến về giá thì Trung Quốc luôn có lợi thế hơn các nước khác. Giờ còn quá sớm để biết được ai sẽ là ông vua của phân khúc này. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tờ Sohu bình luận, VinFast VF3 ra mắt với thiết kế đẹp, hợp thời trang, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại, có hệ thống chạm sạc riêng, độ phủ sóng khắp nơi. Những đặc điểm vượt trội đó khiến Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV gặp nhiều khó khăn ở thị trường Việt Nam. VinFast được biết đến là thương hiệu tự hào của người Việt Nam, với giá bán của những chiếc xe điện vừa ra mắt khá cao so với thu nhập của người dân. Nắm bắt nhu cầu, VinFast đã cho ra mắt VF3. Đây là ô tô điện mini sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ngũ Linh ở phân khúc giá rẻ. Trong nhiều năm qua, ô tô Trung Quốc rất muốn tham gia vào thị trường Việt Nam nhưng không thể thực hiện được. Đó là do trong quá khứ, ngành sản xuất xe máy đã phá hủy thương hiệu của Trung Quốc với chính sách cạnh tranh về giá với các hãng xe đến từ Nhật Bản. Ban đầu các hãng xe Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường, nhưng sau một thời gian, người dùng Việt Nam đã quay lưng với xe máy Trung Quốc và bị gắn mác là đồ đểu. Do đó đến tận bây giờ, thương hiệu Trung Quốc vẫn tai tiếng ở thị trường Việt Nam. Nước đi của Ngũ Linh được coi là mạo hiểm, đó sẽ là tiền đề cho sự gia nhập của thương hiệu ô tô Trung Quốc vào thị trường trăm triệu dân này, đồng thời cũng sẽ phá bỏ định kiến của người tiêu dùng Việt. Còn tờ TechNote bình luận, với thu nhập hiện tại của người Việt Nam thì việc Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV tham gia vào thị trường Việt Nam là rất đúng đắn. Thị trường này đang thiếu những chiếc xe phân khúc giá rẻ. Với lợi thế nhỏ gọn, Ngũ Linh rất thích hợp di chuyển trong quãng đường ngắn và trong đô thị. Nó sẽ là lựa chọn thú vị trong mắt nhiều khách hàng Việt Nam. Nhưng với tâm lý của người Việt vẫn còn e ngại về thương hiệu đến từ Trung Quốc, liệu Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV có thành công hay không? Từ góc độ hiệu suất thị trường, Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV là mẫu xe điện có doanh số cao nhất tại Trung Quốc vào năm 2021 và 2022, đồng thời cũng là mẫu xe điện có doanh số cao nhất thế giới vào năm 2020, 2021 và 2022. Điều này đồng nghĩa với việc Ngũ Linh Hồng Quang Mini EV là mẫu xe điện cỡ nhỏ hot nhất Trung Quốc trong 3 năm qua, sẽ sớm được lắp ráp và bán tại thị trường Việt Nam. Độ an toàn và bền bỉ của Ngũ Linh đã được chứng minh qua 3 năm, nên sự thành công ở Việt Nam cũng là điều mà nhiều người đang quan tâm. Tưởng như Ngũ Linh sẽ không có đối thủ trong phân khúc, nhưng mới đây VinFast đã cho ra mắt VF3. Đây sẽ là đối thủ của Ngũ Linh trong thời gian tới. Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn cho thương hiệu xe Trung Quốc vì VinFast đã là thương hiệu được người Việt Nam ủng hộ và có hệ thống dịch vụ rộng lớn. Nhưng tôi tin Ngũ Linh sẽ làm được. Đó là chia sẻ của một số tờ báo Trung Quốc. Chỉ cần nhìn vào thiết kế của VinFast VF3 và Ngũ Linh Hồng Quang thì chúng ta có thể thấy được VinFast VF3 hơn hẳn về mọi thứ. Với thiết kế vuông vắn khỏe khoắn và giá bán hợp lý, VF3 hứa hẹn sẽ là mẫu xe quốc dân của Việt Nam. Nhưng với việc gia nhập thị trường ô tô điện của Ngũ Linh Hồng Quang thì đây cũng là một điểm có lợi cho người tiêu dùng Việt. Lúc đó người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, các hãng cạnh tranh với nhau thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Hãng nào chế độ hậu mãi tốt, an toàn, chất lượng bền bỉ và giá cả rẻ hơn thì chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.